Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 11 tháng 12 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh họp đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp cho hai tập thể. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lữ và Yên Mỹ. Huyện Ân Thi đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giá chuối giảm mạnh, người trồng chuối gặp khó khăn. Tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hưng Yên tổ chức họp xét đề nghị các cấp có thẩm quyền phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp cho hai tập thể và một cá nhân, đồng thời cho ý kiến về việc tổ chức lại cụm khối thi đua của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị. Hai tập thể được đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp, gồm nhân dân và lực lượng vũ trang xã Việt Hòa, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Dân Tiến, huyện Khói Châu, vì đã có thành tích nổi bật trong kháng chiến chống thực dân Pháp với nhiều trận đánh đã được ghi nhận trong các cuốn lịch sử đảng bộ địa phương. Cá nhân ông Hoàng Văn Thưởng, sinh năm 1921, mất năm 1985, nguyên bí thư chi bộ, kiêm chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính xã Hiệp Hòa, huyện Kim Động, nay là xã Việt Hòa, huyện Khói Châu. Ông Thưởng tham gia cách mạng và được tổ chức Việt Minh kết nạp vào mặt trận Việt Minh, hoạt động bí mật trên địa bàn phía Bắc Kim Động. Đầu năm 1945, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, sinh hoạt tại chi bộ ghép Phán Thủy, sau về sinh hoạt tại chi bộ Nghĩa Dân. Trong kháng chiến chống Pháp, ông Thưởng đã có nhiều thành tích với nhiều trận đánh được ghi nhận trong các cuốn lịch sử đảng bộ địa phương. Về việc tổ chức lại cụm khối thi đua của tỉnh, hiện tại tỉnh Hưng Yên có 2 cụm chính khối thi đua. Sau khi tổ chức lại, tổng số cụm khối thi đua của tỉnh gồm có 3 cụm 11 khối với tổng số 273 đơn vị thành viên, tăng 22 đơn vị thành viên. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đề nghị các cơ quan tham mưu có văn bản chỉ đạo đến chính quyền các cấp trong việc thống kê, rà soát các đối tượng có công trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, phổ biến quy định của các cấp chính quyền đến gia đình, thân nhân, các anh hùng, người có công nắm được để thực hiện các hồ sơ, thủ tục phong tặng, truy tặng. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lữ sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, thông báo những nội dung chính trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước. Cử tri huyện Tiên Lữ kiến nghị một số nội dung như sau: hỗ trợ bảo hiểm y tế cho lực lượng công an xã bán chuyên trách, tăng cường hơn nữa và có những biện pháp để ngăn chặn giảm thiểu những thông tin xấu độc, thông tin chưa được kiểm chứng, mang lại sự trong sạch an toàn trên không gian mạng, quan tâm giao cho các cơ quan liên quan điều chỉnh bổ sung quy hoạch, thủy lợi phù hợp với phát triển hạ tầng đô thị hóa của các địa phương, đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp các công trình thủy lợi, quan tâm đến việc mua sách giáo khoa nhằm giúp phụ huynh chủ động và tránh lãng phí. Đồng chí Đào Hồng Vận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay, trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri và tổng hợp báo cáo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành chức năng xem xét trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Mỹ. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Yên Mỹ kiến nghị việc thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi ảnh hưởng đến hiệu quả phòng chống dịch bệnh, gây tốn kém cho nhân dân. Cử tri đề nghị các bộ ngành khắc phục và phân bổ vaccine để công tác tiêm chủng được đảm bảo. Quản lý nhà nước về công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm còn chồng chéo, dẫn đến việc kiểm tra xử phạt chưa triệt để và hiệu quả. Xử phạt nghiêm các đối tượng đăng sai sự thật, lừa đảo qua mạng Internet.
cần có chế tài và xử phạt nghiêm tình trạng tố cáo sai sự thật, tố cáo vượt cấp gây mất an ninh trật tự. Cử tri đề nghị các bộ ngành chính phủ nghiên cứu ban hành cơ chế thu hồi đất cho phù hợp, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt tình hình, phòng trừ tai tệ nạn xã hội. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu giải trình, làm rõ những kiến nghị thuộc phạm vi giải quyết, những kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp để gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành chức năng xem xét trả lời giải quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, thực tế sản xuất tại một số doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn vừa qua cho thấy ứng dụng công nghệ gắn với chuyển đổi số là chìa khóa giúp cho doanh nghiệp vượt khó. Sau hơn 5 tháng, nhờ sự tư vấn hỗ trợ của chuyên gia đến từ tập đoàn Samsung, nhiều công đoạn sản xuất của doanh nghiệp này đã được số hóa. Cùng với số lao động như cũ so với trước, năng suất tăng gần 10%. Và điều quan trọng hơn cả, giúp chủ doanh nghiệp dù không ở nhà máy cũng có thể cập nhật đồng thời hoạt động của từng bộ phận trong dây chuyền sản xuất để có định hướng chỉ đạo kịp thời. Bởi từ nguyên liệu đầu vào cho đến từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất và cả kho thành phẩm đều được quản lý bằng số hóa kết nối với máy tính, điện thoại thông minh. Tôi nghĩ hiệu quả của chuyển đổi số đến từ việc số hóa các sự kiện analog thành dữ liệu số. Do đó, để thành công, trước tiên doanh nghiệp cần tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất từ công đoạn đầu tiên đến công đoạn cuối cùng. Có như vậy, phần mềm được xây dựng mới đáp ứng phù hợp nhất, hiệu quả nhất. Chuyển đổi số hiện nay không chỉ diễn ra ở những doanh nghiệp có công nghệ máy móc được đầu tư hiện đại, sử dụng ít lao động, mà đã lan sang cả những doanh nghiệp sản xuất thuộc lĩnh vực sử dụng nhiều lao động, như các doanh nghiệp may mặc, trở thành xu thế tất yếu các doanh nghiệp đang hướng tới, thông qua đó mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm tăng hiệu quả sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, vì thông qua chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tối ưu hóa trong vận hành sản xuất. Chúng tôi áp dụng truyền tự động hóa. Với mô hình truyền tự động hóa, chúng tôi có thể tăng được hiệu quả sản xuất từ 20 đến 25% và chúng tôi giảm nhân công được 2 nhân công trên một chuyền. Trong bạn hàng của chúng tôi thì có những doanh nghiệp mà tại Mỹ sản xuất cái hàng Việt Kim. Lúc đầu họ nói họ đưa ra cái số liệu thì doanh nghiệp của họ tầm khoảng 2.000 người. Nhưng sau 1.5 năm họ đưa cái chuyển đổi số cũng như là đưa công nghệ thiết bị hiện đại vào thì cái công suất của nhà máy của họ không suy giảm, và về lực lượng lao động họ đã giảm xuống từ 2.000 người xuống còn có 300 người thôi. Công nghệ đang thúc đẩy sự thay đổi trong mọi ngành, mọi lĩnh vực sản xuất, trong khi doanh nghiệp phải luôn duy trì hiệu quả ở mức tốt nhất để tăng sức cạnh tranh. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ, cách thức chuyển đổi cho phù hợp với quy mô tiềm lực tài chính cũng như lĩnh vực sản xuất để đạt hiệu quả tối ưu nhất cũng đang là thách thức cho không ít doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu bứt phá và phát triển. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đất nông nghiệp tại huyện Ân Thi diễn ra còn chậm. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi đã tăng cường chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, phấn đấu sớm hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có dân số đông nhất xã, cán bộ thôn nhiều lần thay đổi, hồ sơ, số liệu về đất đai thất lạc, tình hình sử dụng đất đai của nhân dân có nhiều biến động. Tất cả những lý do này khiến Đỗ Thượng được đánh giá là thôn khó khăn nhất khi thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Quang Vinh. Thế nhưng, đến nay đây lại là cơ sở có tỷ lệ hoàn thiện hồ sơ lớn nhất cả xã, đạt hơn 90%. Trước hết là đảng viên phải thông, sau đó là triển khai đến các đoàn thể, để các đoàn thể phải triển khai đến hội viên. Tất cả những cái nội dung, các cái chương trình là chúng tôi bàn bạc rất là sâu và rất là dân chủ. Xã Quang Vinh hiện đang là điểm sáng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Ân Thi. Đối với đất ở, từ năm 2004, xã Quang Vinh cơ bản cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các thửa. Năm 2023, cấp đổi 70 sổ, xử lý đất dôi dư được hơn 200 triệu đồng. Với đất nông nghiệp, chỉ trong 2 tháng ra quân, xã Quang Vinh hoàn thiện hồ sơ cho trên 1.500 hộ, đạt 94%. Trong đó, xã đã chuyển văn phòng đăng ký đất đai huyện xử lý hơn 500 hồ sơ. Ủy ban nhân dân xã đã tham mưu Ủy ban chấp hành đảng bộ ra nghị quyết chuyên đề tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các
tổ chức chính trị, thành lập các tổ đến tận từng thôn để làm việc, không quản những ngày nghỉ cũng như là ngày buổi tối. Bà con nhân dân khi được tuyên truyền và hiểu được cái ý nghĩa của công việc đó thì bà con nhân dân đến rất là đông. Lý do tại sao chưa được 100% là một số hộ là chết cả gia đình cũng như là đi làm ăn xa, thì cái phần này theo quy định của pháp luật chúng tôi tiếp tục tiến hành. Thực tế, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nhiều xã của huyện Ân Thi diễn ra còn chậm. Năm 2023, toàn huyện cấp 2.500 giấy chứng nhận, trong đó có 515 giấy chứng nhận đất ở cấp lần đầu, 1.985 giấy chứng nhận đất nông nghiệp. Tính đến ngày 8 tháng 11, còn 6 xã chưa thực hiện xong việc bàn giao bản đồ đo đạc, sổ mục kê, kết quả đo đạc đất nông nghiệp là Phù Ổng, Bãi Sậy, Bắc Sơn, Đào Dương, Tiền Phong và Hạ Lễ. Chúng tôi sẽ thường xuyên phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất để trong thời gian tới đẩy nhanh cái tiến độ nghiệm thu bản đồ địa chính và tiến hành hoàn tất hồ sơ để gửi về Văn phòng Đăng ký Đất đai để đề nghị Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp giấy chứng nhận cho bà con nhân dân để việc sử dụng được ổn định. Trong thời gian tới, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ân Thi tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo cơ sở dữ liệu cho công tác quản lý đất đai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chuối là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình ở các huyện Khoái Châu, Kim Động và một số xã của thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên, hơn một tháng trở lại đây, giá chuối quả liên tục giảm mạnh, khiến cho nhiều hộ trồng chuối thua lỗ. Gia đình ông Thi ở thôn Tân Hưng là hộ trồng nhiều chuối nhất xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, với 50 mẫu chuối, chủ yếu là giống chuối tiêu hồng. Từ cuối tháng 10 trở lại đây, giá chuối liên tục giảm mạnh, từ 3-4.000 đồng một cân chuối xuống còn 1.200 đồng đến 1.300 đồng một cân chuối. Hiện giá chuối bán sâu cả vườn đã nhích lên được 1.500 đến 1.700 đồng một cân. Mỗi buồng chuối bán được khoảng từ 45 đến 50.000 đồng, tính ra ông Thi vẫn không đủ bù tiền chi phí các loại. Thu hoạch một cái giá chuối này nói chung chỉ đủ là tiền công, không có tiền phân. Mấy trước thì chuối nó chín rụng đầy gốc cây. Là xã nằm ở ngoài đê sông Hồng, toàn bộ diện tích đất canh tác của xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đều được bà con trồng chuối. Các hộ cho biết, giá chuối thời điểm này ở mức thấp nhất trong gần chục năm trở lại đây và tình trạng này đã kéo dài cả tháng nay. Khó khăn là ế ẩm quá, lấy chuối chặt ra đây nhưng mà tìm chỗ tiêu thụ nhưng mà chẳng ai tiêu thụ, mà để bạn nào bảo mời người dân bảo lấy về để cho trâu bò ăn nhưng mà người ta cũng chưa lấy. Mình để đây hôm nay là ngày thứ 7, thứ 8 rồi, một tấn chuối chưa được mua được một tẹo hơn. Năm nay tôi thấy là cung nó vượt cầu nên cái đầu ra nó hơi bị phức tạp. Cao nhất thì bây giờ mới được có độ khoảng 1.600-1.700. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 2.600 hectare diện tích trồng chuối, tập trung chủ yếu ở vùng bãi các xã ven đê thuộc các huyện Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Sản lượng chuối năm 2023 ước đạt trên 70.000 tấn quả. Giá chuối giảm mạnh không chỉ ở thành phố Hưng Yên mà đây cũng là tình trạng chung ở vùng trồng chuối các huyện Kim Động, Khoái Châu. Bà con cho biết năm nay thời tiết ấm nên chuối được mùa phát triển nhanh, cho thu hoạch sớm hơn dự định. Tại thị trường trong nước, nguồn cung đã vượt nhu cầu tiêu thụ, dẫn đến giá giảm mạnh. Bên cạnh đó, thị trường truyền thống là xuất sang Trung Quốc cũng trở nên khó khăn hơn khi nước này siết chặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đã đến lúc, ngành nông nghiệp cũng như người trồng chuối cần thay đổi tư duy, phương thức và tập quán canh tác để đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu ra các thị trường tiêu thụ khó tính trên thế giới. Có như vậy mới giải được bài toán nông sản mất mùa, được giá, được mùa, mất giá hiện nay. Kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công tháng 11 năm 2023 cho thấy tổng hợp các nhóm chỉ số của tỉnh Hưng Yên đạt 72,49 điểm, xếp hạng thứ 18 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch 7,3 trên 18 điểm, chỉ số tiến độ giải quyết 18,9 trên 20 điểm, chỉ số dịch vụ công trực tuyến đạt 8 trên 12 điểm, chỉ số thanh toán trực tuyến 5,8 trên 10 điểm, chỉ số mức độ hài lòng 17,8 trên 18 điểm, chỉ số về số hóa hồ sơ 14,7 trên 22 điểm. Trong đó, việc cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính đã được triển khai tại 171 trên 171 đơn vị trên địa bàn tỉnh.
về cụ thể kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các sở tài chính, sở nội vụ, sở xây dựng đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ mức độ hài lòng đều đạt cao trên 98%. Huyện Khoai Châu có tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến cao nhất tỉnh, đạt trên 58%. Đối với các chỉ tiêu phát sinh hoặc thống kê được Ủy ban Nhân dân các cấp trong tháng 11 năm 2023, cao nhất là Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cử với hơn 83 điểm tổng hợp, thấp nhất là Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động với hơn 62 điểm tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, ban ngành, thời gian qua, Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau 3 ngày làm thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, hôm nay, ông Vũ Hoàng Việt, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vẻ Đẹp Việt trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã nhận được giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngay tại văn phòng công ty. Tôi đã đăng ký trả kết quả theo hình thức mang tới văn phòng công ty. Thì rất nhanh chóng sau 3 ngày tôi đã nhận được kết quả, chúng tôi cũng không phải đi lại nhiều. Tôi thấy đây là một hình thức rất hiệu quả của bưu điện dành cho doanh nghiệp. Để tạo thuận lợi cho mọi tổ chức cá nhân khi cần làm các thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên ký kết với Bưu điện tỉnh, đặt quầy bưu điện ngay tại tầng 1 của trung tâm, phối hợp với các sở ban ngành để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận địa chỉ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 11 năm 2023, Bưu điện tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trên 42.000 hồ sơ chuyển trả, trên 70.000 kết quả thủ tục hành chính. Thủ tục hai chiều vừa tiếp nhận vừa chuyển trả là trên 21.000 hồ sơ. Các nhóm hồ sơ có tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích cao là cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông Vận tải, trả căn cước công dân hộ chiếu của Công an tỉnh, nhóm hồ sơ ngành lao động thương binh và xã hội, nhóm hồ sơ ngành tư pháp. Chúng tôi cũng hướng dẫn công dân là ra quầy bưu điện để làm thủ tục. Nhu cầu gửi bưu chính về nhà ấy, chiếm đến 30-40%. Đầu tuần tôi có đi làm cái cấp đổi giấy phép lái xe. Họ mang kết quả đến tại nhà tôi thì tôi cảm thấy rất là tiện lợi, không mất công đi lại. Mặc dù tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả ban đầu trong giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tuy nhiên kết quả này mới tập trung chủ yếu ở chiều chuyển trả kết quả, còn chiều tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện chưa cao. Phần lớn người dân vẫn giữ thói quen trực tiếp đến các cơ quan chức năng để giải quyết thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, huyện tỉnh Hưng Yên cũng tập trung vào một số cái giải pháp. Thứ nhất, phối hợp với Trung tâm Hành chính công và các sở ban ngành truyền thông rộng rãi để các tổ chức, doanh nghiệp, người dân hiểu được và tạo thành một thói quen sử dụng các cái dịch vụ trên môi trường mạng theo đúng cái tinh thần chung của chính phủ. Và thứ hai thì cũng tập trung đào tạo, nâng cao cái năng lực của đội ngũ nhân viên của bưu điện để làm sao thực hiện được tiếp nhận kết quả người dân cái có nhu cầu được tốt nhất. Thực tế cho thấy, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại, giải quyết yêu cầu cần thiết của người dân, tổ chức doanh nghiệp mà còn giảm tình trạng tiêu cực. Từ cuối tháng 11 vừa qua, huyện Phù Cử triển khai vận chuyển và phun đảo trộn rác đến khu xây dựng nhà máy rác thải tập trung của huyện để giảm thiểu tình trạng rác quá tải tại nhiều xã và thị trấn. Huyện Phù Cử giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp cùng hai đơn vị trúng thầu xây dựng khu xử lý rác thải là Công ty Môi trường Huy Anh và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Công nghệ Đức Trí thực hiện việc vận chuyển và xử lý phun đảo trộn rác. Lượng rác cần xử lý từ 21 bãi rác trên địa bàn huyện với khối lượng khoảng 16.600 tấn. Đến nay đã vận chuyển được rác tại xã Đoàn Đào, xã Tống Phan và thị trấn Trần Cao và xử lý phun đảo trộn khoảng 6.000 tấn, đạt gần 30%. Một số xã có khối lượng cần xử lý lớn là xã Đình Cao với trên 2.000 tấn, xã Minh Hoàng với 1.700 tấn, xã Nguyên Hòa với trên 1.300 tấn. Điểm xử lý phun đảo trộn rác tập trung nằm xa khu dân cư, ô tô vận chuyển rác ra vào thuận tiện. Đây là giải pháp tình thế để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Biện pháp triệt để vẫn là xử lý bằng công nghệ sau khi nhà máy xử lý rác thải tập trung tại huyện Phù Cử được xây dựng và đi vào hoạt động.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.